Xin chào tất cả các bạn, mình là Phú Trần nhá. Hôm nay mình sẽ giao lưu với các bạn phương pháp chúng ta cắt kiểu té máy vòn. Đầu tiên chúng ta đã phân khu như trong video, sau đó chúng ta sẽ cắt phần gáy trước. Các bạn sẽ trải không độ xuống và cắt quyết định độ dài cho phần tóc này. Tiếp tục chúng ta sẽ điều chỉnh từng lớp bằng cách chúng ta sẽ chia chữ V vát về phía sau và chúng ta sẽ cắt quyết định độ dài bằng 1/2 tay với phần tóc ở trên cùng này và nâng 90 độ cắt theo đúng đường chuẩn chúng ta vừa cắt sau Cắt theo đúng đường chia các bạn đã quan sát nhá Cắt xong rồi thì chúng ta sẽ quan sát hiệu quả nó sẽ chạy vắt về phía sau. Sau đó các phần tóc còn lại chúng ta cũng sẽ chia mảng vắt chéo về phía sau hay gọi là mảng chữ V song song với mảng trước đó. Và mọi người lưu ý là độ dày khoảng 1 cm thôi nhá, không nên chia dày quá. Các bạn chia dày quá thì rất khó nhìn thấy đồng chuẩn. Và tiếp tục các bạn sẽ nghiêng dịch về mảng trước đó để chúng ta cắt và nâng 90 độ cắt đường cắt 90. Và với những mảng tóc ở phần trong này mình sẽ cắt rắc để cho tạo đồ mềm mại nhá. Hai bên chúng ta cắt tương tự như nhau, các bạn cũng sẽ chia phát chéo về phía sau và cắt hai bên chúng ta phải lưu ý là chúng ta sẽ nâng đúng góc độ và cắt theo đúng với phương pháp mà mình đã chia sẻ nhá các bạn sử dụng và cắt hết phần tóc còn lại này và ở đây mình cũng sẽ cắt rích rắc để tạo độ mềm mại nhất định nhá bước tiếp theo chúng ta sẽ chia khu mái ra theo như bạn đang quan sát và cắt liên kết với phần tóc ở phía sau chúng ta sẽ nâng song song với đường chia nhá và cắt rích rắc khi cắt xong đây là hiệu quả tiếp tục bên kia các bạn sử dụng cùng một phương pháp tương tự rất đơn giản rồi mình chỉnh lại một chút cái khuôn viền phần mai này cho nó đẹp nhá bước tiếp theo thì mình sẽ cắt phần tóc khu đỉnh ở phía sau do phía sau có xoáy nên mình sẽ chia phát tán các bản tóc ở bên trên này mình sẽ cắt dài hơn bên dưới khoảng 1 cm nhá và giờ mình sẽ nâng góc độ là 55 và đường cắt 90 nhá chúng ta sẽ cắt từ cái phần tóc đường chuẩn của ta vừa cắt xong ấy và đặc biệt là mọi người sẽ nâng dần góc độ lên để tạo độ tròn đều như thế này ok rồi chúng ta sẽ chia đôi đường chuẩn và tiếp tục cắt những mảng tiếp theo các bạn sử dụng cùng một phương pháp nhá và đây chúng ta sử dụng kết cấu tròn nghĩa là mọi người sẽ nâng đúng trung tâm mảng cho mình không nghiêng dịch đi đâu cả nhá sử dụng cùng một phương pháp để chúng ta hoàn thiện hết phần tóc này bên đối diện các bạn cũng sẽ cắt như vậy các bạn lưu ý là hai bên chúng ta phải cắt đồng nhất với nhau nha để đồng nhất thì mọi người phải nắm rõ về kiến thức về góc độ nâng mặt và góc độ đường cắt ai chưa rõ thì chúng ta có thể hỏi mình để mình hỗ trợ nhà hoặc có thể tham khảo những khoa học trực tiếp vào online của mình sau về sau rồi thì mình sẽ cắt phần tóc ở khu đỉnh phía trước nha các bạn sẽ chia một lớp mảng tóc ở giữa khu khoảng 2 cm nha các bạn sẽ cắt quyết định cái phần mái này độ dài phần mái và lấy một chút mảng tóc ở phía đằng sau và mọi người sẽ cắt liên kết hai cái phần tóc này với nhau tạo thành một đường như các bạn đang quan sát. Đó, xong rồi thì mình sẽ chia đôi đường chuẩn và chúng ta sẽ chia tiếp những mảng tóc tiếp theo song song mảng tóc ở đường chuẩn đó. Và nghiêng dịch 2 về 1, 3 về 2, 4 về 3 và 5 về 4 để cắt nhá. Hai bên các bạn sử dụng cùng một phương pháp tương tự để hoàn thiện hết phần tóc khu đỉnh ở phía trước này. Và tương tự, bên đối diện các bạn sẽ nghiêng dịch như bên kia nhá. Bây giờ mình sẽ chia đôi phần tóc ở khu đỉnh ra và chúng ta sẽ trải sang hai bên nhá, cắt đi góc nhọn nối với phần tóc phía trước và phần tóc phía sau là chúng ta đã hoàn thiện rồi. Bên đối diện mọi người sử dụng cùng một phương pháp tương tự để hoàn thiện Xong chúng ta sẽ sấy khô, tỉa và tạo kiểu nha Các bạn lưu ý là trong quá trình chúng ta tỉa Chúng ta phải tỉa phần mai Vì phần mai nó tương đối là dày với những kiểu tóc ngắn này Ok rồi thì các bạn có thể quan sát đây là hiệu quả nha Chúc bạn dụng thành công Các bạn cần mình hỗ trợ thêm kỹ thuật gì nữa Có thể comment bên dưới hoặc có thể tham khảo những khoa học trực tiếp học online của mình nha Xin chào